Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 11 vừa qua, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho hai doanh nghiệp đầu tư dự án vào khu công nghiệp Yên Mỹ với tổng số vốn gần 100 triệu đô la Mỹ, trong đó có một doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài. Đây là tín hiệu vui trong bối cảnh khó khăn do đại dịch COVID-19 và cuộc khủng hoảng kinh tế từ cuộc xung đột vũ trang Nga-Ukraine. Sự kiện này tiếp tục khẳng định Hưng Yên là điểm sáng trong thu hút đầu tư. Dự án công nghiệp Titan Hưng Yên với mục tiêu đầu tư xây dựng nhà xưởng, nhà kho và các công trình phụ trợ để cho thuê được thực hiện tại khu công nghiệp Yên Mỹ với diện tích đất thuê trên 26 ha và tổng vốn đầu tư khoảng 78 triệu đô la Mỹ. Chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn Titan Corporation, công ty con thuộc tập đoàn Prasad Property đến từ Singapore. Tại Việt Nam, tập đoàn Prasad Property đã thành lập nhiều công ty con để thực hiện hoạt động kinh doanh đầu tư phát triển, vận hành và quản lý bất động sản và tiếp tục mở rộng thêm một số dự án bất động sản công nghiệp tại phía Bắc để cung cấp nhà xưởng chất lượng cao cho các đối tác và đã lựa chọn Hưng Yên là địa điểm để đầu tư. Tập đoàn Fraser thì chúng tôi đầu tư một loạt khoảng 3-4 tỉnh ở phía ngoài Bắc. Tuy nhiên là ở phía Hưng Yên thì chúng tôi lại đạt được cái chứng nhận đăng ký đầu tư đầu tiên trong cái thời gian vừa qua. Thì hiện giờ với tập đoàn Fraser ở trên thế giới thì chúng tôi đang quản lý khoảng gần 10 triệu mét vuông sàn về mặt là khu công nghiệp, khu nhà xưởng cũng như là các cái trung tâm logistics. Với dự án của chúng tôi ở Hưng Yên thì chúng tôi sẽ hy vọng là sẽ mang tới một cái luồng đầu tư và đặc biệt là về mặt công nghiệp sản xuất ở tỉnh sẽ lớn mạnh hơn cũng như là đóng góp một phần công sức vào ngân sách của tỉnh. Dự án kho lưu trữ hàng hóa và nhà máy sản xuất AIG tại Hưng Yên với mục tiêu đầu tư xây dựng trung tâm kho lưu trữ các sản phẩm của tập đoàn AIG và sản xuất phối trộn các loại nguyên liệu thực phẩm và phụ gia thực phẩm được thực hiện tại khu công nghiệp Yên Mỹ với diện tích đất thuê khoảng 4 hectare và tổng vốn đầu tư trên 20 triệu đô la Mỹ. Chủ đầu tư là công ty cổ phần nguyên liệu Á Châu AIG, công ty con thuộc tập đoàn AIG. Đây là một tập đoàn hàng đầu Việt Nam và châu Á, chuyên cung cấp giải pháp kỹ thuật, nguyên liệu và các sản phẩm dinh dưỡng trong lĩnh vực thực phẩm cho các đối tác như Vinamilk, Nestle, Duty Food, Kingdo. Hiện tại chúng tôi cũng có một cái trung tâm phân phối ở Bắc Ninh. Tuy nhiên là cái quy mô nó có 1 hectare thôi, nó không có đủ cho cái nhu cầu phát triển và phục vụ cho tất cả các nhà máy ở miền Bắc. Thì sau khi đi khảo sát ấy, thì Hưng Yên là một cái lựa chọn tối ưu. Thứ nhất là về mặt địa lý, Hưng Yên rất là thuận lợi khi nằm ở cái trung tâm của toàn bộ vùng đồng bằng sông Hồng, từ cảng Hải Phòng về tới kết nối đến các cái tỉnh. Thì cái địa lý là rất là thuận lợi. Thứ hai là Hưng Yên có cái cơ chế thu hút đầu tư rất là thông thoáng. Hưng Yên là một tỉnh mà khi đến thì chỉ cần đến một nơi là có thể giải quyết được tất cả các việc của đối với nhà đầu tư. Thực sự là rất là gọn nhẹ. Nên đấy là cái rất ít các tỉnh có thể làm được cái điều này. Và những cái lý do đó là những lý do mà tập đoàn chúng tôi chọn Hưng Yên là cái nơi để đầu tư cái dự án của mình. Không chỉ nhận được sự hỗ trợ nhanh, hiệu quả từ tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và các cơ quan chuyên môn của tỉnh, mà nhà đầu tư còn nhận được sự cam kết từ công ty hạ tầng khu công nghiệp Yên Mỹ. Viasa luôn đồng hành và cam kết với các nhà đầu tư qua các biên bản ghi nhớ, hỗ trợ các nhà đầu tư về các thủ tục pháp lý chuẩn bị đầu tư cùng phối hợp cùng ban quản lý tỉnh để làm sao các nhà đầu tư là thuận lợi và nhanh chóng nhất. Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp Hưng Yên cấp mới 32 dự án, trong đó có 13 dự án vốn nước ngoài, 19 dự án vốn trong nước với tổng vốn đăng ký khoảng 201 triệu đô la Mỹ và 2.374 tỷ đồng, điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 46 dự án. Trong đó có 32 dự án vốn nước ngoài và 14 dự án vốn trong nước với tổng vốn đăng ký tăng thêm khoảng 296,4 triệu đô la Mỹ và 1.566 tỷ đồng. Như vậy đến thời điểm này, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm cho các dự án vào các khu công nghiệp của tỉnh Hưng Yên đạt khoảng 670 triệu đô la Mỹ, tăng so với mục tiêu 220 triệu đô la Mỹ. Trong đó có 3 dự án nước ngoài đầu tư với số vốn lớn từ 21 triệu đô la Mỹ đến 80 triệu đô la Mỹ. Số liệu này khẳng định Hưng Yên tiếp tục là địa bàn hấp dẫn các nhà đầu tư lớn.